Người ta thất bại là vì không tin tưởng vào chính mình. Người ta thất bại là vì không có mơ ước. Người ta thất bại là vì không có mục tiêu rõ ràng. Người ta thất bại là vì không được chỉ đạo, huấn luyện. Người ta thất bại là vì không biết được tiềm năng của bản thân to lớn như thế nào. Come here, bro. You too, Jerry. Lại đây, Bullock. Cả cậu nữa. Jeremy. Phải làm gì ạ? Còn gì nữa? Tôi muốn thấy anh bò với điều kiện khắc nghiệt nhất, nhưng tôi muốn thấy biểu hiện tốt nhất của anh. Tôi phải bò 30 mét à? Tôi nghĩ anh có thể bò 50 mét. 50 mét? Không có ai cõng trên lưng bò 50 mét cả. Anh có thể cõng Jeremy trên lưng, nhưng phải hứa với tôi là sẽ cố hết sức. Được thôi, cố gắng hết sức nha. Sẽ cố. Cho tôi thấy biểu hiện tốt nhất của anh nhé. Tôi sẽ cố hết sức. Tốt, vẫn còn một điều nữa. Tôi muốn bịt mắt anh lại. Sao lại thế? Không muốn thấy anh bỏ dở giữa chừng khi còn có thể bò xa hơn. Bịt xuống. Jeremy, leo lên lưng anh ta đi. Được rồi, bắt đầu đi. Tốt lắm. Thẳng thế nào? Bullock. Đầu gối không được chạm đất. Chỉ dùng tay và chân. Qua trái một chút. Qua trái một chút. Tốt lắm. Cho tôi thấy anh nỗ lực như thế nào đi. Bên này Bullock. Tiếp tục đi. Đúng rồi, cố lên Bullock. Cố lên. Làm tốt lắm. Qua trái một chút. Qua trái một chút. Tốt lắm Bullock. Thể hiện được lắm. Anh đùa đi à? Tốt lắm Bullock. Tốt lắm. Được 20 mét chưa? Vẫn còn 20 mét. Cố gắng lên nào. Tiếp tục đi. Không được dừng. Bản lĩnh của anh không phải chỉ có như vậy. Tôi không dừng lại. Tôi chỉ nghỉ một chút thôi. Anh phải tiếp tục bò mau đi, trước khi sức cùng lực kiệt. Không được bỏ cuộc. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tốt lắm. Tiếp tục nào. Đầu gối không được chạm đất. Tiếp tục nỗ lực. Cố gắng hết sức. Dùng hết sức. Tiếp tục. Bố lốc. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. Tiếp tục. Đừng bỏ dở. Tiếp tục. Tiếp tục. Đầu gối không được sát đất. Tốt lắm. Cố hết sức. Không được bỏ cuộc. Tiếp tục. Tiếp tục. Tốt lắm. Tiếp tục. Tốt lắm. Tiếp tục. Đầu gối không được chạm đất. Trước khi sức cùng lực kiệt. Không được bỏ cuộc. Tiếp tục. Bố lốc. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. Tiếp tục. Tôi muốn anh cố hết sức. Cố lên. Tiếp tục. Đau quá. Không được bỏ. Cố gắng hết sức. Tiếp tục. Tiếp tục. Tốt lắm. Tốt lắm. Anh ta nặng quá, tôi biết mà. Tôi sắp hết sức lực rồi. Hãy tự tìm sức đi. Không được bỏ cuộc, Bullock. Cố lên, tiếp tục. Có nghe thấy không? Anh làm tốt lắm, tiếp tục. Không được bỏ cuộc. Tiếp tục. Đau quá. Tôi biết là rất đau. Hãy cố lên. Từ bây giờ hoàn toàn dựa vào tâm lý. Còn 30 bước nữa thôi. Tiếp tục, Bullock. Cố lên. Tiếp tục. Giống như lửa cháy vậy. Để cho nó cháy. Bàn tay tôi giống như lửa cháy rồi. Tất cả dựa vào tâm lý. Tiếp tục, tiếp tục. Cố lên. Tiếp tục. Anh đã nói là cố hết sức. Cố hết sức. Không được dừng. Tiếp tục. Khó quá đi thôi. Không có gì khó cả. Tiếp tục. Cố lên một lúc. Cố lên một chút. Cố lên một chút. Tiếp tục. Chỉ còn 12 bước nữa thôi. 12 bước. Tiếp tục một lúc. Hãy thể tích cực. Đừng bỏ cuộc. Không. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Block. Anh sẽ không bỏ cuộc. Tiếp tục. Tiếp tục. Cố lên Block. Không được vứt bỏ. Không. Anh phải tiếp tục. Tiếp tục. Cố lên Block. Chỉ còn 10 bước nữa. Chỉ còn 10 bước nữa. Chỉ còn 10 bước. Chỉ còn 10 bước. Tiếp tục. Đừng bỏ cuộc. Hãy cho tôi thấy sự quyết tâm của anh. Tôi không thể bỏ được nữa. Anh có thể. Có thể. 5 bước. Chỉ còn 5 bước. Cố lên Block. Cố lên. Đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Cố lên. Chỉ còn 2 bước. Chỉ còn 2 bước. Nhất định là lên vạch 50 mét rồi. Nhất định là vạch 50 mét. Tôi không còn sức lực nữa. Nhìn kia Block. Anh đã đến hết mức rồi. Block, anh là cầu thủ có sức ảnh hưởng nhất đến toàn đội. Nếu sau khi thất bại,
anh cứ bỏ tới bỏ lui thì họ cũng thất bại. Hãy nói với tôi anh đã không thể tốt hơn những gì tôi đã thấy. Anh đã dùng vai cõng một người nặng 140 pound đi toàn sân. Brock, chúng ta cần anh. Thượng đế cho anh năng lực lãnh đạo, không phải để lãng phí nữa. Huấn luyện viên, tôi có thể giao phó cho anh không? Yes. Có thể. Coach. Huấn luyện viên. What is it, Jeremy? Jeremy, có chuyện gì? I weigh 160. Tôi nặng 160 pounds. Bạn có thể cho chính mình một lần thử thách với cơ hội của thành công không? Hãy để cho bản thân một lần quyết định thật cảm động. Chúng ta cùng đến thử thách với biển Elgia. Chúng ta cùng đến thử thách với kim cương Phó Hậu Kiên.